chào các bác, chào mừng các bác lại đến với kênh Công Cụ TV của tôi. Khi nói đến cưa, kim loại, cưa gỗ, cưa xốp và các loại cưa, lưỡi cưa cần, lưỡi cưa cho máy, hãy nghĩ đến Baco các bạn. Baco là một thương hiệu của Thụy Điển, gần như sản xuất tun và mạnh nhất từ trước đến nay của họ đó chính là về cưa các bạn. Thì đây hôm nay tôi sẽ review các bác một cái loại cưa cầm tay của hãng Baco của Thụy Điển. Thì về cái cán cưa này thì đây cũng là cái loại thông thường thôi các bạn, cũng không phải là quá cao cấp lắm. Có một cái loại nữa rất là cao cấp trong cái dòng tay cầm này, đó chính là cái 315 cơ. Đây là cái sản phẩm là 319 hoặc là 325. Thì đối với cái tay cầm này tôi review cho các bác thì giá nó khá tốt, nó chỉ hơn 1 triệu thôi các bạn. Đó, thứ nhất về tay cầm thì nó bằng nhựa bọc bên ngoài và phía trong của nó là thân bằng hợp kim nhôm các bác nhé. Do vậy trọng lượng của nó nhẹ. Cái thứ hai là về tay cầm phía này thì cái tay cầm này nó sẽ bằng là cao su các bạn, cao su tổng hợp. Do vậy nó cũng khá cứng, ta cầm như này nó chắc. Đối với cái loại này thì do vậy là giá nó tốt hơn một chút, do vậy cái tay cầm này nó không mềm. Nhưng có một cái option đấy là tay này nó rất mềm và nó rất chắc chắn các bác nhá. Thì đối với loại này tay cầm nó chưa được chắc chắn lắm, nhưng đây cũng là cái rất tốt rồi. Đó, và thường dùng nhất rồi. Về cái lưỡi thì nó vẫn đang sử dụng mô hình chung, đó chính là cái lưỡi cắt chiều dài 300mm. Nó có nhiều dải được tính cái bước răng khác nhau, 8 TPI, 10 TPI và 24 TPI. Thì đây tôi cũng giải thích luôn là có cái việc là các bác chưa hiểu được cái 24, 18 và 10 TPI nghĩa là như thế nào. Thì bản chất nó rất đơn giản đấy các bác, có nghĩa là như này. Ví dụ như 10 TPI có nghĩa rằng là gì? Là 10 cái răng trên 1 inch. 1 inch của mình ấy được quy định là 25.4mm. Do vậy khoảng 2.5cm đấy các bạn, nó có 10 cái răng. Đấy, thế ví dụ như cái lưỡi này chẳng hạn, nó là 24 TPI. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đó, thì có nghĩa rằng là trên cái 2.5cm đó Nó chia là 24 cái răng. Nếu 10 TPI thì nó sẽ thừa hơn và 24 TPI nó sẽ dày hơn. Đó, thế thì nó phụ thuộc vào cái phôi của mình cắt các bác nhé. Có những cái phôi, ví dụ cắt kim loại thì phôi nó dày thì nó sẽ cắt bền. Nhưng có những loại ví dụ như cắt nhôm chẳng hạn ấy, thì nó sẽ cái răng của nó sẽ phải là thưa hơn, thì nó phải là 18 TPI thôi, để nó thoát phôi nhanh hơn và nó không bị lì lưỡi. Thì đây cái lưỡi của nó đi theo sản phẩm này, đó chính là cái lưỡi mà 24 TPI, Made in Sweden của Thụy Điển các bạn. Thì đây là một trong những cái sản phẩm của hãng Baco khá nổi tiếng mà từ xưa đến nay rồi. Ngoài những cái cưa này ra thì Baco còn rất nhiều các cái dạng lưỡi cưa cho máy, lưỡi cưa cần để cung cấp ra thị trường các bạn. Thì đây tôi đã review cái cưa thôi. Còn các bác nào liên quan đến cưa, lưỡi cưa, hãy liên hệ với tôi để tôi sẽ hỗ trợ cho các bác, để tư vấn cho các bác nhé. Đó, nếu các bác thấy hay hãy chia sẻ cho các anh em. Ngoài ra tôi xin lỗi, còn một cái thứ nữa, đó chính là cái lưỡi cưa. Trên thị trường thì lưỡi cưa này có thể mua ở Việt Nam rất ok các bạn. Việt Nam nó có 6.000 cái, Trung Quốc nó có chắc 10.000 cái các bạn. Nhưng nếu các bác đã cưa dùng lưỡi cưa của Baco rồi thì các bác sẽ không muốn dùng lưỡi cưa ngoài nữa, cho dù nó lắp cửa vẫn là 300 các bác nhé. Thì đây tôi cũng có cả cái lưỡi cưa theo đó các bạn, lưỡi cưa theo thay thế. Thì cái lưỡi cưa cho Baco nó rất là bền, nói chung về tuổi thọ của nó, tần suất của nó cắt rất là lâu, chứ nó không như kiểu như là cái lưỡi cưa của Việt Nam có 6.000 lưỡi cưa như cưa ống nước sau này nó hỏng, cưa ống nước một thời gian bị lỗi ấy, không ăn thua các bạn. Đã là Baco thì nên dùng lưỡi cưa Baco, kể cả cho máy cho tay là dùng hiệu quả nhất, bền nhất. Ngoài ra thì còn có một cái hãng nữa, đó là Weisa của Đức. Cái đấy hãng đấy cũng chuyên về sản xuất lưỡi cưa và cưa các bác nhá. Đó, các bác thấy hay không ạ? Giá của nó tôi sẽ để ở phía dưới, các bác nhìn ở phía dưới giới thiệu, tôi sẽ giới thiệu cho giá rồi đấy các bác nhá. Hãy cân đối giá, sắm cho mình một cái sử dụng trong gia đình, trong môi trường công việc, nhà máy, cũng như là các bác làm cơ khí chế tạo, sản phẩm này quá ok. Nhớ đăng ký kênh để nhận được nhiều thông tin hơn. Cảm ơn các bác đã xem video, hẹn các bác vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu đặt hàng hãy gọi ngay đến tôi.
0962 115 486. Công cụ TV sẽ hỗ trợ các bạn hiệu quả nhất.